Rồi chào bác. Hôm nay tôi được đây là cái bác đứng kế bên cái nhà giùm con, bên cái bảng giùm con nha. Bác nói lớn lớn giùm con. Hôm nay tôi được nhà hỗ trợ. Rồi xin lỗi bác, cái hộ bác tên gì ạ? Đặng Thị Bé. Dạ. Đặng Thị Bé. Dạ. Rồi bác có cảm nghĩ gì trước khi khi mà chưa được tài trợ căn nhà bác như thế nào bác? Căn nhà sụp dữ lắm, tôi không biết có tiền đâu mà cất. Xin bác nói lớn lên tí xíu. Tôi không có tiền đâu cất. Tôi không có tiền, nghèo quá, không có tiền, nhờ tài trợ hỗ trợ cho tôi căn nhà này. Tôi rất cảm ơn hỗ trợ. Tôi mới được cái căn nhà này. Hôm nay tôi quá trời mừng rồi. Bà con cô bác ơi, tôi quá trời mừng. Vậy thì tôi cũng rất cảm ơn nhà hỗ trợ. Hồi lúc trước cái nhà bác bị có cái tình trạng sao bác? Sập, sụp. Gần sập hả? Dạ. Bây giờ được cái nhà về bác mừng không hả? Mừng, mừng dữ lắm. Mừng dữ lắm ha. Mừng lắm. Dạ. Mà ngủ không được đó, nói thiệt với chú. Dạ. Rồi, cảm ơn bác. Đây là hội này của hội gửi tặng cho bác. Và mong muốn là bác, tôi già bác theo cái nguyện vọng bác là tốt rồi bác ha. Dạ, xin cảm ơn bác. Rồi cho con quay cái nhà một tí xíu ha. Đây là mái tôn chống lạnh tường, chúng tôi làm những cái dấp tường như chịu lực, giữa có cái bê tông. Thì nhà này được có cái người nhà phụ thêm 5 triệu và cái công sức, thành ra cái nhà được nảy sinh thêm, riêng tiền hồ hội tài trợ được nảy thêm một căn phòng nữa và chưa hoàn tất, cho gia đình đang làm tiếp tục. Thì theo cái hợp đồng của hội thì nhà có cái nhà vệ sinh, tôi đang quay cái nhà vệ sinh. Nhà thì không có đèn đây, không biết có ra chưa, có dặn đèn. Thì đằng sau cái nhà chất thêm, đây là nhà bếp của này, họ cắt thêm cái máy ra chung với cái nhà vệ sinh đây đó. Cái tủ là cái đằng sau lưng của nhà họ. Đây, đây có nhà bếp. Rồi, chúng con xin cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ, dạ. Cảm ơn bác nha bác. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ, dạ, rồi, xin chào bác. Nhà bác đẹp lắm.